Kính chào và cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh truyền hình BRT để theo dõi chương trình Hòa Nhịp Phát Triển phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Chương trình ghi nhận những thông tin thời sự về các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 5, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Xuyên Mộc hướng nghiệp phân luồng, giải tỏa băn khoăn chọn nghề cho học sinh. Đường sách Vũng Tàu tổ chức ngày của mẹ. Huyện Côn Đảo nỗ lực giảm rác thải nhựa. Ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc sẽ mở đầu chương trình Hòa Nhịp Phát Triển hôm nay. Thưa quý vị, huyện ủy Xuyên Mộc vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt chuyên đề 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho gần 700 cán bộ đảng viên của các chi đảng bộ trực thuộc. Cán bộ đảng viên huyện Xuyên Mộc đã nghe quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, trong đó đi sâu vào nội dung về ý chí tự lực tự cường. Nội dung chuyên đề nhằm khơi dậy tinh thần quyết tâm, nỗ lực, cố gắng cao hơn, hành động quyết liệt hơn để vượt qua khó khăn, thử thách, thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đây cũng là tiền đề góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Làm thế nào để phát huy được sở trường, sở thích của học sinh trong chọn nghề? Học nghề gì? Học ở đâu? Và có việc làm sau học nghề hay là không? Hoặc làm thế nào để nhận biết được giá trị của bản thân? Đây luôn là những trăn trở của rất nhiều bạn trẻ. Để giúp cho các em học sinh giải đáp những thắc mắc, cũng là giúp cho các em và phụ huynh hiểu rõ hơn về giáo dục nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức ngày hội hướng nghiệp phân luồng cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Ngày hội thu hút gần 1.000 em học sinh lớp 9, lớp 12, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tham dự cùng 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tại buổi tư vấn hướng nghiệp dạy nghề, đại diện các trường cao đẳng, trung cấp nghề trong và ngoài tỉnh đã tư vấn cho học sinh huyện Xuyên Mộc về việc nên tiếp tục học lên bậc cao hơn hoặc chuyển sang học nghề, hoặc vừa học nghề vừa học phổ thông sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Các trường cũng tư vấn cho các em lựa chọn trường, ngành nghề dự kiến sẽ theo học phù hợp với khả năng sở thích của bản thân và hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng như thị trường lao động. Những thông tin tư vấn này giúp cho các em và gia đình đưa ra quyết định đúng đắn nhằm bảo đảm tương lai cuộc sống sau này. Ngày hôm nay em thấy là một cơ hội rất là tuyệt vời dành cho những bạn vẫn còn những cái lo lắng, suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai của mình. Bởi vì em thấy ở đây thì được các anh chị tiếp đón rất là nhiệt tình và hỗ trợ rất là nhiệt tình về những câu hỏi của tụi em và nói rất là rõ về các cái chuyên ngành của trường. Hôm nay em đến đây để tham quan trường nghề và để có định hướng sau này cho tương lai. Em tới đây để tham quan và học hỏi các nghề và có định hướng trong 3 năm sắp tới. Tại ngày hội hướng nghiệp, các trường nghề cũng giải đáp những băn khoăn thắc mắc cho học sinh cuối cấp về cách thức học nghề, học phí và chế độ ưu đãi dành cho học sinh sinh viên khi vào trường của mình. Ngày hội này nhằm giúp cho các em có cái cơ hội để tìm hiểu việc làm, nghề nghiệp, việc làm và cơ hội học tập cả cái chế độ chính sách dành cho cái quá trình học trong các cái cơ sở dục nghề nghiệp, để từ đó giúp cho các em có một cái định hướng, một cái phân luồng làm sao các em chọn ngành, chọn nghề phù hợp với năng lực sở trường để học tập, rèn luyện để lập thân lập nghiệp. Huyện sẽ mời các cái cơ sở đào tạo cũng như là các sở ngành của tỉnh để nói về cái nhu cầu lao động của tỉnh trong thời gian sắp tới, cũng như là cái các cơ sở đào tạo là tư vấn hướng nghiệp các ngành nghề cho các em học sinh ở lớp 9 và lớp 12 để gắn với cái sự phát triển chung của tỉnh, đó là công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp, công nghệ cao. Còn đối với địa bàn huyện chúng ta là có hai trụ cột, đó là du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thì như vậy thì định hướng cho các cháu học sinh đi theo những cái ngành nghề
mà tỉnh và huyện sẽ phát triển trong những năm tới đó để đào tạo cái nguồn nhân lực trên địa bàn của tỉnh cũng như là của huyện. 5 năm trở lại đây, mỗi năm huyện Xuyên Mộc giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Hiện nay nhu cầu việc làm trên địa bàn huyện khá lớn, nhất là đối với thanh niên và học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. Nhằm đạt mục tiêu ít nhất 25% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia học nghề và có việc làm phù hợp, huyện Xuyên Mộc đã chỉ đạo các phòng ban và ủy ban nhân dân các xã thị trấn phối hợp triển khai kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thông qua đó xác định được nhu cầu của phụ huynh học sinh trong việc lựa chọn nghề nghiệp, từ đó có định hướng giúp tăng khả năng có việc làm cho các em trong thời gian tới. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống ma túy cho tài xế các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Tại hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy và an toàn giao thông, đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã khái quát sơ bộ về tác hại của ma túy, các loại ma túy đang tồn tại hiện nay và mức độ nguy hiểm nếu tài xế sử dụng ma túy khi tham gia giao thông. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt cũng tuyên truyền về những hiểm họa, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra trong thời gian qua. Qua buổi tuyên truyền, các ngành chức năng mong muốn nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của tài xế trong chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Chương trình tiếp tục với những ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, Ngày của Mẹ hay còn gọi là Mother's Day, trong tiếng Anh là ngày để kỷ niệm tôn vinh những người mẹ trên khắp thế giới. Ngày của mẹ được nhiều nơi chọn là ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5, và năm nay Ngày của mẹ nhằm ngày Chủ nhật 8 tháng 5. Tối hôm qua, Ban Quản lý Đường sắt Vũng Tàu đã tổ chức Ngày của mẹ thu hút trên 300 cặp mẹ con tham dự, diễn ra từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút với nhiều hoạt động phong phú. Đây là dịp để những người con có thể bày tỏ tình cảm dành cho người mẹ yêu quý của mình. Tham gia chương trình Ngày của mẹ tại đường sắt Vũng Tàu, các em nhỏ được ban tổ chức tặng tranh có dòng chữ "Con yêu mẹ" để tự mình trang trải, tô màu và viết những dòng ngắn gửi lời cảm ơn tới mẹ của mình. Ban tổ chức cũng thiết kế khu vực chụp hình giữa các con và mẹ, bố trí khu vực tô màu, tô tượng và vẽ tranh trên đá miễn phí, đọc sách và mua sách giá ưu đãi, đặc biệt là các combo sách cho mẹ. Đồng thời tổ chức triển lãm nghệ thuật gồm tranh, ảnh, thư pháp và các sản phẩm thủ công chủ đề mẹ. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức biểu diễn các tiết mục ca hát về mẹ, các trò chơi đố vui, tìm bài hát có mẹ, cách gọi mẹ ở các vùng miền Việt Nam và các nước trên thế giới, chơi tìm hiểu sở thích giữa các cặp mẹ con đố vui về sách, với những phần quà ý nghĩa dành cho người chơi. Thông qua việc tổ chức Ngày của mẹ, Ban tổ chức Đường sắt Vũng Tàu mong muốn tôn vinh người mẹ, khuyến khích nhân rộng tình yêu thương, tinh thần biết ơn, hiếu thảo với mẹ của mỗi người thông qua những hành động cụ thể. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết đã làm việc với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank chi nhánh Vũng Tàu về việc đề xuất kế hoạch triển khai chương trình thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, chương trình thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tiến hành qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1, triển khai mở tài khoản có mã QR cho tất cả các điểm có dịch vụ thanh toán phí, lệ phí như trụ sở, ủy ban nhân dân các xã, phường, trạm y tế, bệnh viện, đồng thời bố trí nhân viên tập huấn đồng bộ cho tất cả các điểm giao dịch. Giai đoạn 2, triển khai đặt QR làm hình thức thanh toán bổ sung tại các điểm kinh doanh, cơ sở lưu trú, du lịch, ăn uống. Hiện thành phố Vũng Tàu và MB Bank đang triển khai thí điểm chương trình thanh toán không dùng tiền mặt mã QR tại Ủy ban nhân dân phường 7 thành phố Vũng Tàu. Chương trình đã khảo sát người dân hưởng ứng đạt khoảng 90%. Số lượng trung bình 5 giao dịch một ngày, có nhiều tiện ích, thuận tiện, nhanh chóng cho cá nhân, tổ chức. Nhằm triển khai các giải pháp phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn và xử lý chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, đồng thời ứng dụng công nghệ thông minh trong phân loại thu gom rác tại nguồn của xã Long Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đang phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn triển khai kế hoạch dự án phân loại rác tại nguồn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại xã Long Sơn. Theo kế hoạch giữa Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu và công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn, dự án phân loại rác tại nguồn được triển khai thí điểm tại thôn 1 xã Long Sơn.
Mục tiêu đặt ra trong dự án là truyền thông đến 100% chủ thể nguồn rác, trong đó trên 50% chủ thể thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đến tháng 3 năm 2023, khối lượng rác thải xử lý chôn lấp khoảng 20%. Xây dựng thí điểm một mô hình xử lý rác thải cụm dân cư kết hợp khu trưng bày sản phẩm tái chế của dự án. Xây dựng thôn 1 thành hình mẫu cho hoạt động phân loại rác tại xã Long Sơn. Sau khi phân loại rác tại nguồn, chủ nguồn thải chuyển giao cho đơn vị thu gom qua hệ thống thu gom được thiết lập tại các ấp, thôn và qua Mobile App M Green. Dự án triển khai từ quý 2 năm nay đến tháng 4 năm 2023. Thưa quý vị, SEA Games 31 đã khởi tranh môn thi đấu đầu tiên từ ngày 6 tháng 5 và cộng hưởng không khí SEA Games là thị trường TV cũng sôi động từ đầu tháng 5. Nhiều hàng quán muốn tăng sức hút nên đã mua thêm TV màn hình lớn, màn ảnh, âm thanh sắc nét để phục vụ khách hàng. Nhiều gia đình muốn thỏa đam mê mà dịp này mua TV mới để theo dõi SEA Games. Ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Các cửa hàng trung tâm kinh doanh điện máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhất là tại thành phố Vũng Tàu, trong một tuần qua, mặt hàng TV liên tục tăng cao khoảng 30% so với ngày thường. Tiêu thụ mạnh là loại TV màn hình 40 inch trở lên, trang bị công nghệ inverter tiết kiệm điện với giá cả giảm sâu từ hàng cao cấp đến trung bình. Trong đó, TV cao cấp của các thương hiệu tên tuổi giảm giá phổ biến từ 10 đến 50%, một số mẫu giảm giá từ 60 đến 75%. SEA Games 31 diễn ra trùng với thời điểm nắng nóng, nên các cửa hàng trung tâm kinh doanh điện máy đồng thời tung ra nhiều gói khuyến mãi cho sản phẩm điện máy, điện tử tiêu dùng. Thì trước đây chúng tôi có giảm giá từ 20% đến 50%. Điện tử, TV, chúng tôi cung cấp toàn bộ những sản phẩm cho toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều chương trình giảm giá khuyến mãi được triển khai, SEA Games 31 còn là dịp cho nhiều gia đình thay TV để nhận thêm nhiều quà tặng giá trị. Tôi đang đi tìm một chiếc TV để nâng cấp TV đời cũ ở nhà của mình. Nhân dịp SEA Games 31 này, hiện tại thì tôi đang tham khảo các dòng có thương hiệu lớn như Samsung, LG, Sony. Những cái dòng nó có thương hiệu tốt nhưng mà giá cả cũng đang được các cửa hàng điện máy là giảm giá rất là sâu. Nên tôi quyết định sẽ nâng cấp TV của mình trong chương trình của SEA Games 31 để giúp tại Việt Nam lần này. Hôm nay tôi đến đây thì cũng muốn tìm một những cái sản phẩm TV để có thể coi SEA Games 31. Thì nói chung là đến cửa hàng thì tôi có tham khảo qua một vòng rồi, thì cảm thấy là sản phẩm ở đây nói chung là rất là nhiều, rất là đa dạng. Thì tôi nghĩ là tôi sẽ tìm được những cái sản phẩm phù hợp của mình ở đây. SEA Games 31 không chỉ là giải thể thao quy mô khu vực Đông Nam Á mà còn là giải thể thao quy mô nhất tổ chức tại Việt Nam sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Vì vậy, nhiều ngành nghề dịch vụ không bỏ lỡ cơ hội tăng mức sản xuất kinh doanh ăn theo. Trong đó, có ngành điện tử, điện lạnh cũng coi đây là dịp tăng doanh số bán hàng sau thời gian dài ảm đạm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thưa quý vị, ngày hôm qua, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông công an thành phố Vũng Tàu phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển các loại mô tô phân khối lớn đã được thay đổi đặc tính lưu thông trên đường. Các xe mô tô đều mang biển số của tỉnh Bình Dương. Tổ tuần tra mời nhóm thanh niên này về trụ sở làm việc. 10 phương tiện được đưa về trụ sở công an thành phố Vũng Tàu đều là mô tô phân khối lớn mang biển số 61, biển số của tỉnh Bình Dương. Với vi phạm chung, đặc tính xe đã bị thay đổi, không gắn bộ phận giảm thanh trong bô xe. Và trong số những thanh thiếu niên điều khiển phương tiện phân khối lớn có những trường hợp không có giấy phép lái xe. Lỗi vi phạm của Dương là ha. Vào khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, anh Dương điều khiển xe mô tô biển số 61A102091 tự ý thay đổi đặc tính của xe, không xuất trình được giấy phép lái xe. Rồi vui lòng một tí rồi có thắc mắc gì nữa không? Dạ. Khi xuống thì em phải khắc phục, em mang cái bộ riêng của nó, nguyên thủy của nó xuống để em thay thế, thì sau đó thì em sẽ đóng phạt rồi mới lấy xe mang về. Mình đã có giấy phép lái xe gì chưa? Chưa có giấy phép lái xe đúng không? Rồi. Trong quá trình chạy chậm không qua là thích gắn vậy thôi, cũng không nghĩ cũng không ảnh hưởng, tại ví dụ mình khuya mình đi mình chạy từ nó mới mở ra vậy nó thấy lớn, chứ hồi lúc chạy thì nó im á, tại xe lại bị ù vậy thôi. Tại cũng lâu lắm không đi Vũng Tàu, tại cũng mới mua đây, cũng đi vòng vòng nhà không mà. Cái bô này gắn thêm tại đi tốc độ cao nhiều khi nó đi nó im quá nó cũng ấy, là muốn cho nó lớn tí xíu.
Độ xe là thú vui của nhiều thanh thiếu niên. Tùy theo sở thích và khả năng tài chính mà chủ phương tiện độ lại xe nhiều hay ít, như thay còi, chỉnh đèn, độ bô, thay bánh xe và thậm chí là cả hệ thống thắng xe. Không bàn đến chuyện đẹp xấu, những chiếc xe sau khi thay đổi kết cấu rất dễ cháy nổ và tất nhiên là cũng không an toàn như xe nguyên thủy, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao. Trong nỗ lực lập lại và duy trì trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Vũng Tàu rất kiên quyết trong xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện được độ lại. Những trường hợp này, ngoài việc bị phạt tiền còn bị buộc phải khắc phục tình trạng xe về đúng kết cấu ban đầu trước khi cho nhận lại. Thưa quý vị, liên quan đến tình trạng sử dụng đất sai mục đích xảy ra tại xã Tóc Tiên và xã Châu Pha, ông Nguyễn Văn Thấm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức có liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha và xã Tóc Tiên ra soát hồ sơ, tổ chức thực hiện dứt điểm toàn bộ các quyết định xử phạt đã ban hành. Những vụ việc do Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành quyết định xử phạt hoặc buộc khắc phục hậu quả sẽ giao cho Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục theo dõi. Trường hợp hết thời hạn cho phép mà các cá nhân không chấp hành, cần có biện pháp hành chính xử lý triệt để và kịp thời báo cáo về Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cũng yêu cầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực đất đai, công chức địa chính, xây dựng môi trường của hai xã Tóc Tiên, Châu Pha làm kiểm điểm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm, tường trần hình thức kỷ luật theo quy định. Đồng thời giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu quyết định cưỡng chế để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với những trường hợp sai phạm về quản lý sử dụng đất. Đối với xã Châu Pha, Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu địa phương mời cá nhân liên quan đến việc sử dụng đất sai mục đích, vận động từng nguyện khắc phục hậu quả một cách dứt điểm và có thời hạn cụ thể. Đối với xã Tóc Tiên, lãnh đạo thị xã yêu cầu các trường hợp đã xử lý phải khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Ủy ban Nhân dân xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã khi không có biện pháp, kế hoạch để các tổ chức cá nhân xây dựng công trình trái phép, sử dụng đất sai mục đích. Điểm đến cuối cùng của chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay là huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, với mục tiêu đưa Côn Đảo trở thành một trong những điểm đến du lịch không rác thải nhựa, đồng thời tham gia hiệu quả mạng lưới đô thị giảm nhựa toàn cầu của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo đã tăng cường tuyên truyền các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và du khách đến Côn Đảo giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và thay thế bằng các sản phẩm có thể tái sử dụng hay thân thiện với môi trường. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và du khách tới Côn Đảo đều được tuyên truyền về sự cần thiết và hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, đồng thời được khuyến khích sử dụng túi vải để đựng đồ hay các loại vật liệu thân thiện với môi trường, phân loại và thu gom rác thải đúng nơi quy định, không xả rác, vứt rác thải nhựa xuống biển, qua đó góp phần bảo vệ môi trường, duy trì sự đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm tại Côn Đảo. Theo thống kê, hiện nay mỗi ngày Côn Đảo phát sinh khoảng 20 tấn rác thải, trong đó có một lượng lớn các loại rác thải nhựa. Chính vì vậy, để hạn chế rác thải nhựa thải ra môi trường, thì cả cộng đồng, trong đó có các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện, phải cùng vào cuộc nhằm xây dựng Côn Đảo trở thành điểm đến giảm thải nhựa, hướng đến du lịch xanh bền vững, thân thiện với môi trường. Thưa quý vị, sau nhiều sự chuẩn bị chu đáo và dày công, Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 đã được Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo khai mạc. Ngọn lửa đại hội được lấy từ đài tưởng niệm nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ và đồng bào yêu nước, diễu hành qua các trục đường chính của huyện Côn Đảo và chuyển về sân vận động 30 tháng 4 huyện Côn Đảo. Đại hội thể dục thể thao lần thứ 7 đạt kết quả cao, thay mặt lãnh đạo huyện tôi đề nghị. Một là các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Hai là các thành viên trong tổ trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công minh, khách quan, trung thực và đúng luật, góp phần vào sự thành công của đại hội. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Côn Đảo lần thứ 7 có sự tham gia của hơn 800 lượt vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư trong toàn huyện.
Các vận động viên tranh tài ở 26 nội dung của 10 môn thi đấu: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, diệt giả, kéo co, cờ tướng, võ vô vi nam, võ karate. Các môn thi đấu diễn ra từ ngày 8 tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2022. Thì đây là cơ hội để lực lượng vũ trang nói chung cũng như là ban quân sự huyện nói riêng ra sức thi đấu hết mình vì thành tích của đơn vị nói chung cũng như để rèn luyện sức khỏe nói riêng để tăng cường thể lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội. Đại hội thể dục thể thao là ngày hội lớn, cũng là dịp để đánh giá sự phát triển phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, qua đó nâng cao chất lượng các hoạt động thể dục thể thao. Đây cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thể hiện tình đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, các lực lượng của huyện Côn Đảo, lan tỏa sâu rộng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thật ra ngày hôm nay sẽ là một ngày vui, thiêng liêng khi con có mặt và vinh dự được tham gia ngày đại hội thể dục thể thao của huyện Côn Đảo. Mình tham gia với hai nội dung là điền kinh và cầu lông. Với sự góp mặt lần này, con sẽ cố gắng hết sức để vừa là cơ hội trau dồi học hỏi và là cơ hội để nâng cao thành tích của mình. Sau hơn 2 năm, huyện Côn Đảo không tổ chức các hoạt động thể thao lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đại hội thể dục thể thao lần thứ 7 là sự kiện nhiều ý nghĩa, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe, thể chất, cũng là góp phần phát triển vững chắc kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh vùng hải đảo thiêng liêng. Chương trình Hoàn Chỉnh Phát Triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.